Dù Phật Pháp, thiền định hay phong thủy, thủy chung cũng là những phương tiện cứu cánh. Không hợp thì tìm phương tiện khác, tìm phương tiện cứu cánh khác. Chẳng việc gì phải nói lời bất thiện về người này, về người kia hay pháp này và pháp kia. Người mà toàn thấy lỗi lầm của thế gian, còn đâu tâm lượng để thấy lỗi lầm của chính mình. Người không còn thấy lỗi lầm của thế gian, tức trong tâm đã có Phật. Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Không có pháp nào không phải Phật Pháp. Nếu trong thời khắc đau khổ bế tắc, nghĩ được như vậy, tâm trí sẽ thông. Nếu giai đoạn Khải Toàn đã đau khổ, tìm đến Phật Pháp trước phong thủy, có lẽ cũng nghĩ phong thủy là mê tín. Nhưng tất thảy đều là duyên phận, đều là phương tiện để cứu cánh, vì pháp nào cũng là Phật Pháp. Đã có những thời điểm bản thân của em đây muốn bỏ tất cả, không có nổi một tí niềm tin, chẳng còn tí nghị lực sống nào cả, vì những thất bại trong tình cảm, trong công việc và nhiều vấn đề khác. Vấn đề chính vẫn là cái tôi lớn, không chịu hạ mình để tùy duyên theo hoàn cảnh. Cũng như những vị từng đau khổ, thậm chí vô cùng chán ghét chính bản thân của mình. Để vượt biển mê cập bờ giác, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cân bằng lại, cân bằng cuộc sống trở lại như trước kia. Ngày nay Khải Toàn được nhiều vị gia chủ quý mến, 3 phần vì phong thủy thì 7 phần vì thiền định hay Phật Pháp. Khải Toàn luôn khẳng khái chia sẻ, phong thủy giúp về công danh, không thể thay đổi được vận mệnh. Phật Pháp thì có thể, nhưng cần sự tu dưỡng tâm tánh của chính mỗi người, của bản thân mỗi người. Bản thân Khải Toàn là một ví dụ cho điều ấy. Khải Toàn xin chia sẻ về hành trình giúp bản thân chuyển hóa vận mệnh, đã dùng những phương pháp nào để thay đổi cuộc sống. Thật khó để vượt qua những cú sốc, ngay cả khi lấy lại niềm tin cũng không dễ dàng. Khi vừa cân bằng công việc, gia đạo và sự tu dưỡng tâm, phương tiện chính vẫn là Phật Pháp, phong thủy và không thể nào thiếu đi thiền định. Và dĩ nhiên em có những vị thầy, những tấm gương để soi sáng tâm. Giả dụ thầy Pháp Hòa là một bậc chân tu để dẫn lối. Có phải thầy Pháp Hòa không học không biết về phong thủy, thầy cũng không giỏi về kinh tế? Có phải chính vì thế thầy không tán dương về phong thủy, cũng chẳng khuyến khích người khác làm giàu? Thậm chí thầy còn không tán thán trong việc thờ cúng thổ thần thổ địa nếu ai đó có ý định thờ phụng. Có thể vì thầy Pháp Hòa là bậc thuần tu, trong cả triệu người có được mấy ai có sẵn căn tánh ấy, có sẵn căn tánh ôm từng lời kinh vào trong lòng khi còn rất nhỏ. Quả thật rất hiếm người như thế. Những gì thầy thuyết giảng là Phật học bình dân, đoạn trừ mê tín, nên việc thầy không tán dương phong thủy cũng là lẽ thường. Dù thầy không tán dương phong thủy hay có những lời nghịch quan điểm, bản thân Khải Toàn vẫn rất quý mến thầy và luôn tôn trọng, tôn kính thầy Pháp Hòa. Không vì vài ý trái quan điểm ấy mà để tâm, thậm chí có những tuần, có những tháng mở bài của thầy, mở bài giảng liên tục, trong nhiều giờ chỉ mong tìm được ý sáng. Bản thân các vị hãy thử quán xét khi một người thân nào đó bên cạnh ta đã giúp đỡ ta bao năm nay, hay một đôi bạn thân sống chết cùng nhau qua bao năm, vì một vài lời trái ý, vì một hành động nào đó nghịch ý, bạn lại giận dữ, cắt đi mối quan hệ ấy. Quả thật không hợp tình. Người khác cho bạn 100.000 điều tốt, chỉ vì một hành động sai quấy, bạn trừ đi tất cả. Chỉ vì một hành động sai quấy, tại sao không trừ đi một vài điểm, mà bỏ hết toàn bộ những điều tốt lành trước kia của nhau? Khải Toàn vẫn chú trọng phong thủy, đó chính là phương tiện trong đời sống. Có phải phong thủy thay đổi được giàu sang hay vận mệnh? Không, không có chuyện đó. Các vị đừng quá tin những lời huyễn hoặc về phong thủy. Giả dụ như phong thủy có thể làm ta giàu có, phong thủy có thể khiến ta thăng tiến hay có thể giúp ta giảm trừ tai ương. Hoàn toàn không có điều phi thường ấy.
Phong thủy đơn giản chỉ là cân bằng từ trường nơi ta sinh sống, cân bằng sinh thần bát tự của con người với tự nhiên, với từ trường nơi ta sinh sống, giúp con người và thiên nhiên hòa hợp hơn, từ đó tạo thêm cơ hội thuận lợi trong môi trường sống. Chỉ đơn giản như thế. Chẳng phải đỉnh cao của cuộc sống là sự cân bằng? Vâng, đơn giản phong thủy chỉ là như thế. Người thầy khác nói ra sao em không biết. Bản thân em dụng phong thủy nhằm cân bằng, ví như ăn cơm cần canh, tu hành cần giáo pháp. Có một bài giảng thầy Pháp Hòa kể rằng một vị Phật tử có rất nhiều băng giảng của thầy. Anh ấy lấy hình in những cô gái đẹp để làm bìa CD. Một anh chàng nọ đi sửa ô tô, trong mình mang theo một tâm trạng phiền não, lấy về một băng giảng thầy nghe thử, từ đó biết đến thầy. Thời gian sau dần dần tỉnh ngộ, phần nào thoát khỏi được phiền não. Phải chăng băng giảng là một phương tiện, và hình những cô gái đẹp kia trên bìa kia cũng là một phương tiện để tiếp cận những người cùng từng sống với phương tiện ấy? Khải Toàn không phải là bậc chân tu, chỉ là người từng đau khổ tìm đến Phật Pháp và tiệm tu. Không buông được hoàn toàn thì buông từng chút một. Cũng như tham cầu khác nhau ở tham hướng thượng hay tham hướng hạ. Với công việc hiện tại, Khải Toàn dùng phong thủy là phương tiện thêm điều lành cho bản thân, sự an hòa, cân bằng từ trường trong mệnh của mình. Khải Toàn còn dùng chính cái phương tiện phong thủy này làm cầu nối cho phương tiện Phật học và thiền định, trợ duyên biết bao gia chủ cũng như những người có cơ duyên. Người cần công danh và sự an ổn thì em hướng họ đến phong thủy. Người đang đau khổ hay muốn tìm pháp hướng thiện, em không thể nào đưa họ phong thủy mà đưa họ giáo pháp của Đức Phật. Khuyến thiện họ sống lành, khuyên nhủ họ tinh tấn hành thiền. Người đói thì đưa cơm, người khác thì đưa nước, không thể dùng một pháp cho tất cả. Số mệnh con người đương nhiên là có. Những người thầy giỏi, họ đoán vận mệnh rất chính xác, nhưng đa phần họ không đưa phương pháp để cải vận, và có thể những người xem mệnh họ luôn mong cầu biết về tương lai. Nếu các vị đã từng nghiền ngẫm cả trăm bài giảng của thầy Pháp Hòa hay bất kỳ vị thầy nào khác, rồi lại vô tình nghe các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, tự các vị cảm nhận về văn tự, góc nhìn hoàn toàn khác nhau, dù rằng đều từ lời dạy của Đức Phật. Nhiều vị gia chủ kể với Khải Toàn không dễ nghe và dễ hiểu các bài giảng của thầy Tịnh Không, đơn giản vì họ không có hoặc chưa có căn tánh ấy. Nếu thầy Pháp Hòa truyền dạy cho con người tu bình dân, muốn giảm đi phiền não, vừa lo cho gia đạo, vừa tu tập, không đặt nặng việc cúng bái, không diễn giải sâu về linh giới, chỉ là tu bình dân, thầy Tịnh Không khuyên mọi người buông xuống tất cả, buông từ bên trong, chuyên tâm tu tập để vãng sanh về với phương Tây Cực Lạc, về với Phật A Di Đà. Văn tự của thầy được một thầy Hạnh Quang đọc lời văn. Văn tự dùng Phật học sâu xa, không dễ hiểu và dễ nghe, càng khó thấm nhuần pháp giáo của thầy. Phương tiện của thầy Tịnh Không là khuyên mọi người đoạn hết pháp thế gian. Ngài từng bảo rằng rất nhiều người tán thán giáo lý của Đức Phật. Đức Phật là một triết gia đại tài, nhưng rất ít người có thể thực hiện được những pháp môn ấy. Quả thật không sai. Nếu các bạn đã từng nghe thầy Tịnh Không giảng, rất nhiều lần thầy khẳng định vận mệnh là có, phước báo đời này là nhân từ đời trước. Bản thân Khải Toàn khi xem mệnh, khi xem sinh thần bát tự cho một ai đó, không khó để thấy cả một vòng đời, từ tài phú, tình cảm, thọ mạng. Mệnh không có tài lộc thì có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể có. Nếu vậy, một người mệnh không có tài phú, làm sao để có tiền của, làm sao để có điền trạch? Đây, ngay đây chính là vấn đề mà phong thủy không thể nào được giải được khúc mắc này, đến khi thấu triệt được luật nhân quả và hành thiện. Phước về tài phú, thọ mạng, trí huệ từ cá nhân đời trước, đời này vẫn có thể tăng hay giảm. Sau trung vận trở đi, sau 2 hay 30 tuổi, bạn có thể tự vung bồi. Bản thân thầy Tịnh Không và Liễu Phàm Tứ Huấn là minh chứng cho phước báo đời này tự vung bồi.
Khi còn trẻ, thầy Tịnh Không được các thầy phong thủy bảo rằng sẽ đoản mệnh, sẽ chết sớm. Trong đó có một thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông là thầy Quá Cố Trần Lãng, đã đoán mệnh và bảo rằng thọ mạng của ông không qua khỏi 45. Vị thầy Quá Cố Trần Lãng kia đã từng bảo rằng với tỷ phú Lý Gia Thành, ông sau này sẽ là người giàu có nhất Hồng Kông. Và cũng ông đã xem cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Bản thân thầy Tịnh Không nhận thức được điều đó ngay trong gia đình, nhưng chính bản thân của thầy đã tu tập để thay đổi thọ mạng. Đó chính là minh chứng cho phước báo tự vun bồi ở đời này. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm sách nói về Liễu Phàm Tứ Huấn. Viên Liễu Phàm là một người có thật đời nhà Minh. Khi còn nhỏ, một tiên sinh đến thăm người cha của ông đã đoán mệnh cho ông, bảo rằng ông sẽ không nối nghiệp cha. Ông chỉ sống đến 53 tuổi. Thậm chí còn đoán được ông sẽ làm quan, đạt những thứ hạng mấy, đường con cái sẽ không có con trai. Thời gian trôi qua, những gì vị tiên sinh kia tiên đoán hoàn toàn chính xác. Với Viên Liễu Phàm, ông hoàn toàn ngạc nhiên, ông càng tin vào số mệnh của mình. Người chưa khai ngộ, chưa buông xuống vọng tưởng, khó có thể thoát khỏi được số mệnh. Âm dương khí số trói buộc là lẽ tự nhiên, và Viên Liễu Phàm thời ấy cũng như thế. Chính vì lời tiên đoán chính xác tuyệt đối, ông không mảy may muốn thay đổi. Ông chấp nhận số mệnh của mình. Vào những ngày cuối đời theo lời tiên đoán, ông đến một ngôi chùa để tọa thiền. Vị thiền sư thấy ông toát nên một vẻ thanh tịnh của một người đã buông xuống tất cả. Đôi bên đã có cuộc trò chuyện. Sau khi nghe Viên Liễu Phàm thuật lại sự việc, vị thiền sư nói cho ông nghe về cách thay đổi vận mệnh bằng sự tu dưỡng tâm tánh, bằng mở lòng bố thí, đoạn ác tu thiện. Vị thiền sư Vân Cốc đã khai ngộ cho ông. Khai ngộ cho ông như thế nào? Qua những giáo pháp của Phật. Từ thời khắc đó trở về sau, ông đã sống theo tâm ý của chính mình, vận khí cũng dần dần chuyển biến. Cuộc sống của ông đã thay đổi khác với lời tiên đoán trên. Vào năm ông 69 tuổi, ông đã viết lại tác phẩm Liễu Phàm Tứ Huấn, thuật lại cả cuộc đời mình, trong đó có 4 điều khuyên dạy mà ông để lại cho con trai mình. Tự tạo số mệnh, tu sửa lỗi lầm, biết sám hối, nghĩ thiện hành thiện, giữ đức khiêm hạ, hạ đi cái tôi, kính người kính mình. Số mệnh chỉ có thể trói buộc người bị âm dương chi phối, trói buộc người không có niềm tin rằng mình có thể thay đổi. Khi bạn đau khổ, bạn có thể bỏ qua tất cả, bỏ đi tất cả, nhưng tuyệt đối không được bỏ niềm tin vào chính mình, vì rất khó lấy lại chúng. Khi bạn đau khổ, hãy bám víu bất kỳ phương tiện nào, bám víu bất kỳ pháp môn nào, miễn sao phương tiện ấy gia tăng cho bạn dù một ít niềm tin, miễn là điều đó không tổn hại đến người khác. Có câu chuyện một người đang đuối nước, gặp được chiếc thuyền thứ nhất, đi qua hỏi cần cứu hay không, ông ta từ chối và bảo rằng đợi Bồ Tát. Rồi chiếc thuyền thứ hai, chiếc thứ ba, ông cũng từ chối được cứu. Ông từ chối những chiếc phao nhỏ, ông đợi một con thuyền to. Nhưng ông đâu biết ba chiếc thuyền kia là Bồ Tát thị hiện. Trích lời dạy của thầy Tịnh Không: Phật Bồ Tát nếu thị hiện là người xuất gia thì quả là bất tiện. Ngài có thể thị hiện bằng bất cứ người nào để độ chúng sanh và cả những chướng ngại. Bất kỳ người nào có thể giúp bạn hướng thiện đều là Bồ Tát thị hiện. Vì vậy, khi đau khổ, đừng từ chối bất kỳ phương tiện nào của người muốn giúp đỡ, dù là lời động viên của người thân hay giáo pháp của bất kỳ một người nào bạn nghe được. Trước kia, Khải Toàn vốn là người bảo thủ, cực đoan với phong thủy. Chẳng tin vào số mệnh, thỉnh thoảng có đi chùa, nhưng đến chùa cầu này cầu nọ. Nói đúng hơn là bái thần cầu vận may. Người có mệnh kém, cái tôi lớn, bái thần cầu phước báo, thật sự là u mê. Nghĩ lại cảm thấy xấu hổ. Trong thời gian đau khổ vì gia đạo,
công việc bế tắc, bản thân em dần dần buông xuống, đi tìm một chiếc phao cứu sinh. Nhờ hạ mình nên vớ được phương tiện phong thủy. Cơ may được một anh chàng cùng tuổi tên là Minh khuyến nghị. Anh là người tài giỏi và có lòng hào hiệp. Thời gian đầu tự học phong thủy, càng xem càng thấy đúng. Hóa ra cuộc đời mình là định số. Bấy lâu nay mình cực đoan với nó, giờ nó lại khai sáng cho mình. Tuy nhiên sau 2 hay 3 năm vận dụng phong thủy, cuộc sống có thay đổi chút ít, nhưng tính kiêu mạn và tự phụ chẳng giảm được nhiều. Tâm tánh bất an về cuộc sống vẫn y nguyên. Lại lây hoay đi tìm một chiếc phong mới và tự hỏi làm thế nào để thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Cùng tất biến, biến tất thông. Quả không sai khi ở đường cùng, luôn còn một lối thoát, trừ khi bản thân của bạn mang nghiệp tội quá sâu nặng. Và em bắt đầu tìm đến thiền. Giai đoạn đầu là thiền trong tán loạn. Loạn thì không định, không định thì làm sao tuệ được sinh. Khải Toàn mất hơn một năm đi nhiều nơi, học nhiều sách vở để tìm hiểu về thiền. Tầm một năm rưỡi mới tìm được phương pháp thiền phù hợp. Không thể không nhắc tới Đại sư Lý Cư Minh, vị thầy có nhiều sách hay về phong thủy và có sách về thiền và mật tông. Chính từ quyển sách Khai mở thiền tâm đã đánh thức, đã tẩy não của em để em chuyển tâm tìm đến Phật Pháp và chuyên tâm vào thiền định. Em mất 3 năm tìm phương tiện và thêm 3 năm tự tu dưỡng tâm tánh để đạt được thành tựu với chính mình, đó là hạ đi cái tôi, không giận hờn oán trách bất kỳ điều gì. Một câu nói của thầy Tịnh Không: người biết số mệnh không oán trời, không trách người. Hàm ý của câu này bạn có thể hiểu như sau: người tự biết phước mỏng, vận kém, không than không oán trách ông trời, cũng chẳng oán người làm đau khổ mình, mà tự tu dưỡng, tự hành thiện để chuyển hóa nghiệp quả. Khi bản thân Khải Toàn dừng hẳn đặt câu hỏi tại sao mình xui thế, tại sao, tại ai, khi dừng được những câu hỏi ấy là trong tâm có thêm khoảng trống yên bình. Mỗi ngày tiêu trừ vài điều bất thiện là loại đi tạp niệm bất thiện. Bạn đã nghe qua câu quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Ở đời đau khổ là chốn con người tự tìm đến. Người đau khổ muốn lìa khổ đau, khi đã bình tâm phần nào lại sinh vọng tưởng, mong cầu cao về tình cảm, danh lợi, con cái rồi lại phiền não. Người đau khổ chính là người truy tìm quá khứ. Người vọng tưởng thì mong cầu những việc ngoài khả năng, chính là người ước vọng tương lai. Ngày ngày dành ít thời khắc tu dưỡng tâm, ngày ngày buông xuống một ít vọng tưởng, tự gieo hạt giống quang minh. Hạt giống này sẽ nảy mầm là tâm thái an trú ở thời khắc hiện tại. Hiện tại mới chính là điều bạn cần quan tâm, không phải hôm qua cũng chẳng phải ngày mai. Vạn pháp từ tâm tưởng sanh. Ngày ngày tâm ý nghĩ gì sẽ tương ưng những việc như thế. Đừng chấp vào cái này tốt hơn cái kia, cũng giống như không chấp vào hôm qua và ngày mai. Bản thân em cảm thấy Phật Pháp, thiền định, phong thủy là những phương tiện phù hợp thì em dụng. Những người tìm đến em cũng như thế. Lời giảng của thầy Pháp Hòa hay thầy Tịnh Không hay bất kỳ ai khác cũng là phương tiện. Hợp văn tự thì nghe, không thì tìm kênh khác. Người cần công danh, Khải Toàn mượn phong thủy. Người muốn thoát phiền não, Khải Toàn mượn giáo pháp. Thật ra có những người chẳng biết gì về phong thủy, chẳng chuyên tâm học Phật, họ vẫn có thể thay đổi được số mệnh của họ. Vì họ sống chân thiện, biết mở lòng với người. Từng sống họ tạo ra dẫn đến những bậc thiện tri thức và bản thân họ tự khai ngộ. Người không tin Phật Pháp bảo đạo Phật là mê tín. Người không tin phong thủy bảo phong thủy là mê tín. Một pháp cho con người giáo pháp hướng thiện, một pháp cho con người cân bằng từ trường. Tất cả pháp hướng thượng đều là pháp lành. Thế nào là mê tín? Mê là vô minh, tín là tin tưởng. Người tin tưởng tuyệt đối, không dùng trí soi sáng của sự việc mình làm, nhưng người biết rõ việc mình làm, tin vào điều chân thiện ấy, không thể nào xem là mê tín.
Dù Phật Pháp, thiền định hay phong thủy, thủy chung cũng là những phương tiện cứu cánh. Không hợp thì tìm phương tiện khác, tìm phương tiện cứu cánh khác. Chẳng việc gì phải nói lời bất thiện về người này, về người kia hay pháp này và pháp kia. Người mà toàn thấy lỗi lầm của thế gian, còn đâu tâm lượng để thấy lỗi lầm của chính mình. Người không còn thấy lỗi lầm của thế gian, tức trong tâm đã có Phật. Đã có những thời điểm bản thân của em đây muốn bỏ tất cả, không có nổi một tí niềm tin, chẳng còn tí nghị lực sống nào cả, vì những thất bại trong tình cảm, trong công việc và nhiều vấn đề khác. Vấn đề chính vẫn là cái tôi lớn, không chịu hạ mình để tùy duyên theo hoàn cảnh. Cũng như những vị từng đau khổ, thậm chí vô cùng chán ghét chính bản thân của mình. Để vượt biển mê cập bờ giác, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cân bằng lại, cân bằng cuộc sống trở lại như trước kia. Ngày nay Khải Toàn được nhiều vị gia chủ quý mến, 3 phần vì phong thủy thì 7 phần vì thiền định hay Phật Pháp. Khải Toàn luôn khẳng khái chia sẻ, phong thủy giúp về công danh, không thể thay đổi được vận mệnh. Phật Pháp thì có thể, nhưng cần sự tu dưỡng tâm tánh của chính mỗi người, của bản thân mỗi người. Bản thân Khải Toàn là một ví dụ cho điều ấy. Khải Toàn xin chia sẻ về hành trình giúp bản thân chuyển hóa vận mệnh, đã dùng những phương pháp nào để thay đổi cuộc sống. Thật khó để vượt qua những cú sốc, ngay cả khi lấy lại niềm tin cũng không dễ dàng. Khi vừa cân bằng công việc, gia đạo và sự tu dưỡng tâm, phương tiện chính vẫn là Phật Pháp, phong thủy và không thể nào thiếu đi thiền định. Và dĩ nhiên em có những vị thầy, những tấm gương để soi sáng tâm. Giả dụ thầy Pháp Hòa là một bậc chân tu để dẫn lối. Có phải thầy Pháp Hòa không học không biết về phong thủy, thầy cũng không giỏi về kinh tế? Có phải chính vì thế thầy không tán dương về phong thủy, cũng chẳng khuyến khích người khác làm giàu? Thậm chí thầy còn không tán thán trong việc thờ cúng thổ thần thổ địa nếu ai đó có ý định thờ phụng? Có thể vì thầy Pháp Hòa là bậc thuần tu, trong cả triệu người có được mấy ai có sẵn căn tánh ấy, có sẵn căn tánh ôm từng lời kinh vào trong lòng khi còn rất nhỏ. Quả thật rất hiếm người như thế. Những gì thầy thuyết giảng là Phật học bình dân, đoạn trừ mê tín, nên việc thầy không tán dương phong thủy cũng là lẽ thường. Dù thầy không tán dương phong thủy hay có những lời nghịch quan điểm, bản thân Khải Toàn vẫn rất quý mến thầy và luôn tôn trọng, tôn kính thầy Pháp Hòa. Không vì vài ý trái quan điểm ấy mà để tâm, thậm chí có những tuần, có những tháng mở bài của thầy, mở bài giảng liên tục trong nhiều giờ chỉ mong tìm được ý sáng. Bản thân các vị hãy thử quán xét khi một người thân nào đó bên cạnh ta đã giúp đỡ ta bao năm nay, hay một đôi bạn thân sống chết cùng nhau qua bao năm, vì một vài lời trái ý, vì một hành động nào đó nghịch ý, bạn lại giận dữ, cắt đi mối quan hệ ấy. Quả thật không hợp tình. Người khác cho bạn 100.000 điều tốt, chỉ vì một hành động sai quấy, bạn trừ đi tất cả. Chỉ vì một hành động sai quấy, tại sao không trừ đi một vài điểm mà bỏ hết toàn bộ những điều tốt lành trước kia của nhau? Khải Toàn vẫn chú trọng phong thủy, đó chính là phương tiện trong đời sống. Có phải phong thủy thay đổi được giàu sang hay vận mệnh? Không, không có chuyện đó. Các vị đừng quá tin những lời huyễn hoặc về phong thủy. Giả dụ như phong thủy có thể làm ta giàu có, phong thủy có thể khiến ta thăng tiến hay có thể giúp ta giảm trừ tai ương. Hoàn toàn không có điều phi thường ấy. Phong thủy đơn giản chỉ là cân bằng từ trường nơi ta sinh sống, cân bằng sinh thần bát tự của con người với tự nhiên, với từ trường nơi ta sinh sống, giúp con người và thiên nhiên hòa hợp hơn, từ đó tạo thêm cơ hội thuận lợi trong môi trường sống. Chỉ đơn giản như thế. Chẳng phải đỉnh cao của cuộc sống là sự cân bằng? Vâng, đơn giản phong thủy chỉ là như thế. Người thầy khác nói ra sao em không biết. Bản thân em dụng phong thủy nhằm cân bằng, ví như ăn cơm cần canh, tu hành cần giáo pháp.
Có một bài giảng thầy Pháp Hòa kể rằng một vị Phật tử có rất nhiều băng giảng của thầy. Anh ấy lấy hình in những cô gái đẹp để làm bìa CD. Một anh chàng nọ đi sửa ô tô, trong mình mang theo một tâm trạng phiền não, lấy về một băng giảng thầy nghe thử, từ đó biết đến thầy. Thời gian sau dần dần tỉnh ngộ, phần nào thoát khỏi được phiền não. Phải chăng băng giảng là một phương tiện và hình những cô gái đẹp kia trên bìa kia cũng là một phương tiện để tiếp cận những người cùng từng sống với phương tiện ấy? Khải Toàn không phải là bậc chân tu, chỉ là người từng đau khổ tìm đến Phật Pháp và tiệm tu. Không buông được hoàn toàn thì buông từng chút một. Cũng như tham cầu khác nhau ở tham hướng thượng hay tham hướng hạ. Với công việc hiện tại, Khải Toàn dùng phong thủy là phương tiện thêm điều lành cho bản thân, sự an hòa, cân bằng từ trường trong mệnh của mình. Khải Toàn còn dùng chính cái phương tiện phong thủy này làm cầu nối cho phương tiện Phật học và thiền định, trợ duyên biết bao gia chủ cũng như những người có cơ duyên. Người cần công danh và sự an ổn thì em hướng họ đến phong thủy. Người đang đau khổ hay muốn tìm pháp hướng thiện, em không thể nào đưa họ phong thủy mà đưa họ giáo pháp của Đức Phật. Khuyến thiện họ sống lành, khuyên nhủ họ tinh tấn hành thiền. Người đói thì đưa cơm, người khát thì đưa nước, không thể dùng một pháp cho tất cả. Số mệnh con người đương nhiên là có. Những người thầy giỏi, họ đoán vận mệnh rất chính xác, nhưng đa phần họ không đưa phương pháp để cải vận, và có thể những người xem mệnh, họ luôn mong cầu biết về tương lai. Nếu các vị đã từng nghiền ngẫm cả trăm bài giảng của thầy Pháp Hòa hay bất kỳ vị thầy nào khác, rồi lại vô tình nghe các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, tự các vị cảm nhận về văn tự, góc nhìn hoàn toàn khác nhau, dù rằng đều từ lời dạy của Đức Phật. Nhiều vị gia chủ kể với Khải Toàn, không dễ nghe và dễ hiểu các bài giảng của thầy Tịnh Không. Đơn giản vì họ không có hoặc chưa có căn tánh ấy. Nếu thầy Pháp Hòa truyền dạy cho con người tu bình dân, muốn giảm đi phiền não, vừa lo cho gia đạo, vừa tu tập, không đặt nặng việc cúng bái, không diễn giải sâu về linh giới, chỉ là tu bình dân. Thầy Tịnh Không khuyên mọi người buông xuống tất cả, buông từ bên trong, chuyên tâm tu tập để vãng sanh về với phương Tây Cực Lạc, về với Phật A Di Đà. Văn tự của thầy được một thầy Hạnh Quang đọc lời văn. Văn tự dùng Phật học sâu xa, không dễ hiểu và dễ nghe, càng khó thấm nhuần pháp giáo của thầy. Phương tiện của thầy Tịnh Không là khuyên mọi người đoạn hết pháp thế gian. Ngài từng bảo rằng rất nhiều người tán thán giáo lý của Đức Phật. Đức Phật là một triết gia đại tài, nhưng rất ít người có thể thực hiện được những pháp môn ấy. Quả thật không sai. Nếu các bạn đã từng nghe thầy Tịnh Không giảng, rất nhiều lần thầy khẳng định vận mệnh là có, phước báo đời này là nhân từ đời trước. Bản thân Khải Toàn khi xem mệnh, khi xem sinh thần bát tự cho một ai đó, không khó để thấy cả một vòng đời, từ tài phú, tình cảm, thọ mạng. Mệnh không có tài lộc thì có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể có. Nếu vậy, một người mệnh không có tài phú, làm sao để có tiền của, làm sao để có điền trạch? Đây, ngay đây chính là vấn đề mà phong thủy không thể nào được giải được khúc mắc này, đến khi thấu triệt được luật nhân quả và hành thiện. Phước về tài phú, thọ mạng, trí huệ từ cá nhân đời trước, đời này vẫn có thể tăng hay giảm. Sau trung vận trở đi, sau 2 hay 30 tuổi, bạn có thể tự vun bồi. Bản thân thầy Tịnh Không và Liễu Phàm Tứ Huấn là minh chứng cho phước báo đời này tự vun bồi. Khi còn trẻ, thầy Tịnh Không được các thầy phong thủy bảo rằng sẽ đoản mệnh, sẽ chết sớm. Trong đó có một thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông là thầy Quá Cố Trần Lãng, đã đoán mệnh và bảo rằng thọ mạng của ông không qua khỏi 45. Vị thầy Quá Cố Trần Lãng kia đã từng bảo rằng với tỷ phú Lý Gia Thành, ông sau này sẽ là người giàu có nhất Hồng Kông. Và cũng ông đã xem cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Bản thân thầy Tịnh Không nhận thức được điều đó ngay trong gia đình.
nhưng chính bản thân của thầy đã tu tập để thay đổi thọ mạng. Đó chính là minh chứng cho phước báo tự vun bồi ở đời này. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm sách nói về Liễu Phàm Tứ Huấn. Viên Liễu Phàm là một người có thật đời nhà Minh. Khi còn nhỏ, một tiên sinh đến thăm người cha của ông đã đoán mệnh cho ông, bảo rằng ông sẽ không nối nghiệp cha. Ông chỉ sống đến 53 tuổi. Thậm chí còn đoán được ông sẽ làm quan, đạt những thứ hạng mấy, đường con cái sẽ không có con trai. Thời gian trôi qua, những gì vị tiên sinh kia tiên đoán hoàn toàn chính xác. Với Viên Liễu Phàm, ông hoàn toàn ngạc nhiên, ông càng tin vào số mệnh của mình. Người chưa khai ngộ, chưa buông xuống vọng tưởng, khó có thể thoát khỏi được số mệnh. Âm dương khí số trói buộc là lẽ tự nhiên, và Viên Liễu Phàm thời ấy cũng như thế. Chính vì lời tiên đoán chính xác tuyệt đối, ông không mảy may muốn thay đổi. Ông chấp nhận số mệnh của mình. Vào những ngày cuối đời theo lời tiên đoán, ông đến một ngôi chùa để tọa thiền. Vị thiền sư thấy ông toát nên một vẻ thanh tịnh của một người đã buông xuống tất cả. Đôi bên đã có cuộc trò chuyện. Sau khi nghe Viên Liễu Phàm thuật lại sự việc, vị thiền sư nói cho ông nghe về cách thay đổi vận mệnh bằng sự tu dưỡng tâm tánh, bằng mở lòng bố thí, đoạn ác tu thiện. Vị thiền sư Vân Cốc đã khai ngộ cho ông. Khai ngộ cho ông như thế nào? Qua những giáo pháp của Phật. Từ thời khắc đó trở về sau, ông đã sống theo tâm ý của chính mình, vận khí cũng dần dần chuyển biến. Cuộc sống của ông đã thay đổi khác với lời tuyên đoán trên. Vào năm ông 69 tuổi, ông đã viết lại tác phẩm Liễu Phàm Tứ Huấn, thuật lại cả cuộc đời mình, trong đó có 4 điều khuyên dạy mà ông để lại cho con trai mình. Tự tạo số mệnh, tu sửa lỗi lầm, biết sám hối, nghĩ thiện hành thiện, giữ đức khiêm hạ, hạ đi cái tôi, kính người kính mình. Số mệnh chỉ có thể trói buộc người bị âm dương chi phối, trói buộc người không có niềm tin rằng mình có thể thay đổi. Khi bạn đau khổ, bạn có thể bỏ qua tất cả, bỏ đi tất cả, nhưng tuyệt đối không được bỏ niềm tin vào chính mình, vì rất khó lấy lại chúng. Khi bạn đau khổ, hãy bám víu bất kỳ phương tiện nào, bám víu bất kỳ pháp môn nào, miễn sao phương tiện ấy gia tăng cho bạn dù một ít niềm tin, miễn là điều đó không tổn hại đến người khác. Có câu chuyện một người đang đuối nước, gặp được chiếc thuyền thứ nhất, đi qua hỏi cần cứu hay không, ông ta từ chối và bảo rằng đợi Bồ Tát. Rồi chiếc thuyền thứ hai, chiếc thứ ba, ông cũng từ chối được cứu. Ông từ chối những chiếc phao nhỏ, ông đợi một con thuyền to. Nhưng ông đâu biết ba chiếc thuyền kia là Bồ Tát thị hiện. Trích lời dạy của thầy Tịnh Không: Phật Bồ Tát nếu thị hiện là người xuất gia thì quả là bất tiện. Ngài có thể thị hiện bằng bất cứ người nào để độ chúng sanh và cả những chướng ngại. Bất kỳ người nào có thể giúp bạn hướng thiện đều là Bồ Tát thị hiện. Vì vậy, khi đau khổ, đừng từ chối bất kỳ phương tiện nào của người muốn giúp đỡ, dù là lời động viên của người thân hay giáo pháp của bất kỳ một người nào bạn nghe được. Trước kia, Khải Toàn vốn là người bảo thủ, cực đoan với phong thủy. Chẳng tin vào số mệnh, thỉnh thoảng có đi chùa, nhưng đến chùa cầu này cầu nọ. Nói đúng hơn là bái thần cầu vận may. Người có mệnh kém, cái tôi lớn, bái thần cầu phước báo, thật sự là u mê. Nghĩ lại cảm thấy xấu hổ. Trong thời gian đau khổ vì gia đạo, công việc bế tắc, bản thân em dần dần buông xuống, đi tìm một chiếc phao cứu sinh. Nhờ hạ mình nên vớ được phương tiện phong thủy. Cơ may được một anh chàng cùng tuổi, tên là Minh khuyến nghị. Anh là người tài giỏi và có lòng hào hiệp. Thời gian đầu tự học phong thủy, càng xem càng thấy đúng. Hóa ra cuộc đời mình là định số. Bấy lâu nay mình cực đoan với nó, giờ nó lại khai sáng cho mình. Tuy nhiên sau 2 hay 3 năm vận dụng phong thủy, cuộc sống có thay đổi chút ít,
nhưng tính kiêu mạn và tự phụ chẳng giảm được nhiều. Tâm tánh bất an về cuộc sống vẫn y nguyên. Lại lây hoay đi tìm một chiếc phong mới và tự hỏi làm thế nào để thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Cùng tất biến, biến tất thông. Quả không sai khi ở đường cùng, luôn còn một lối thoát trừ khi bản thân của bạn mang nghiệp tội quá sâu nặng. Và em bắt đầu tìm đến thiền. Giai đoạn đầu là thiền trong tán loạn. Loạn thì không định, không định thì làm sao tuệ được sinh. Khải Toàn mất hơn một năm đi nhiều nơi, học nhiều sách vở để tìm hiểu về thiền. Tầm một năm rưỡi mới tìm được phương pháp thiền phù hợp. Không thể không nhắc tới Đại sư Lý Cư Minh, vị thầy có nhiều sách hay về phong thủy và có sách về thiền và mật tông. Chính từ quyển sách Khai mở thiền tâm đã đánh thức, đã tẩy não của em để em chuyển tâm tìm đến Phật Pháp và chuyên tâm vào thiền định. Em mất 3 năm tìm phương tiện và thêm 3 năm tự tu dưỡng tâm tánh để đạt được thành tựu với chính mình, đó là hạ đi cái tôi, không giận hờn oán trách bất kỳ điều gì. Một câu nói của thầy Tịnh Không: người biết số mệnh không oán trời, không trách người. Hàm ý của câu này bạn có thể hiểu như sau: người tự biết phước mỏng, vận kém, không than không oán trách ông trời, cũng chẳng oán người làm đau khổ mình, mà tự tu dưỡng, tự hành thiện để chuyển hóa nghiệp quả. Khi bản thân Khải Toàn dừng hẳn đặt câu hỏi tại sao mình xui thế, tại sao, tại ai, khi dừng được những câu hỏi ấy là trong tâm có thêm khoảng trống yên bình. Mỗi ngày tiêu trừ vài điều bất thiện là loại đi tạp niệm bất thiện. Bạn đã nghe qua câu quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Ở đời đau khổ là chốn con người tự tìm đến. Người đau khổ muốn lìa khổ đau, khi đã bình tâm phần nào lại sinh vọng tưởng, mong cầu cao về tình cảm, danh lợi, con cái rồi lại phiền não. Người đau khổ chính là người truy tìm quá khứ. Người vọng tưởng thì mong cầu những việc ngoài khả năng, chính là người ước vọng tương lai. Ngày ngày dành ít thời khắc tu dưỡng tâm, ngày ngày buông xuống một ít vọng tưởng, tự gieo hạt giống quang minh. Hạt giống này sẽ nảy mầm là tâm thái an trú ở thời khắc hiện tại. Hiện tại mới chính là điều bạn cần quan tâm, không phải hôm qua cũng chẳng phải ngày mai. Vạn pháp từ tâm tưởng sanh, ngày ngày tâm ý nghĩ gì sẽ tương ưng những việc như thế. Đừng chấp vào cái này tốt hơn cái kia, cũng giống như không chấp vào hôm qua và ngày mai. Bản thân em cảm thấy Phật Pháp, thiền định, phong thủy là những phương tiện phù hợp thì em dụng. Những người tìm đến em cũng như thế. Lời giảng của thầy Pháp Hòa hay thầy Tịnh Không hay bất kỳ ai khác cũng là phương tiện. Hợp văn tự thì nghe, không thì tìm kênh khác. Người cần công danh, Khải Toàn mượn phong thủy. Người muốn thoát phiền não, Khải Toàn mượn giáo pháp. Thật ra có những người chẳng biết gì về phong thủy, chẳng chuyên tâm học Phật, họ vẫn có thể thay đổi được số mệnh của họ. Vì họ sống chân thiện, biết mở lòng với người. Từng sống họ tạo ra dẫn đến những bậc thiện tri thức và bản thân họ tự khai ngộ. Người không tin Phật Pháp bảo đạo Phật là mê tín. Người không tin phong thủy bảo phong thủy là mê tín. Một pháp cho con người giáo pháp hướng thiện, một pháp cho con người cân bằng từ trường. Tất cả pháp hướng thượng đều là pháp lành. Thế nào là mê tín? Mê là vô minh, tín là tin tưởng. Người tin tưởng tuyệt đối, không dùng trí soi sáng của sự việc mình làm, nhưng người biết rõ việc mình làm, tin vào điều chân thiện ấy, không thể nào xem là mê tín. Dù Phật Pháp, thiền định hay phong thủy, thủy chung cũng là những phương tiện cứu cánh. Không hợp thì tìm phương tiện khác, tìm phương tiện cứu cánh khác. Chẳng việc gì phải nói lời bất thiện về người này, về người kia hay pháp này và pháp kia. Người mà toàn thấy lỗi lầm của thế gian, còn đâu tâm lượng để thấy lỗi lầm của chính mình. Người không còn thấy lỗi lầm của thế gian, tức trong tâm đã có Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.